Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Của Em. Video này em xin phép chia sẻ cho anh chị mình một cái nền tảng dự án tên PlayerX. Đây là thuộc cái mảng Player 2, chạy trên cái nền tảng là Ethereum anh chị. Và theo cái dự án á, là họ đã có xác nhận Airdrop nha. Kèo này là chúng ta điểm dành hàng ngày, sau này cái điểm chúng ta sẽ quy đổi sang token. Nói chung cái trên bây giờ á, là thường họ sẽ cho điểm, chúng ta làm điểm, cái kèo này là ring anh chị, hàng ngày, và sau này chúng ta sẽ được đổi sang cái điểm token của họ khi họ phát hành Airdrop. Bây giờ trong video này, đầu tiên em sẽ chia sẻ cho anh chị mình tổng quan về cái nền tảng dự án. Ai thấy được thì tham gia, không được thì chúng ta có thể bỏ qua kèo này, nhưng mà nó là ring anh chị. Rồi bây giờ nè, chúng ta sẽ vào giúp em là trong cái nền tảng X ha. Cô chú anh chị mình vào cái biểu tượng tìm kiếm, gõ trên chữ là player. Anh chị sẽ thấy trên cùng này ha. Hiện tại cái dự án này á, là nó có tích vàng. Nhưng mà bây giờ tích vàng, tích xanh hay là không tích, nó đã cam là nó đều cam anh chị nha. Tích vàng nó còn cam dữ hơn nữa. Nói chung là chúng ta đừng có thấy tích vàng mà chúng ta FOMO quá là cũng không có đúng nha. Rồi bây giờ nè, anh chị thấy đây là họ để thông tin dự án ha. Hiện tại thì họ chưa có follow ai và họ có hơn 85.000. Cụ thể là trong lúc em làm video là có 85.533 người theo dõi. Cách đây 21 giờ họ có một cái thông báo anh chị xem. Hơn 30.000 người đã tham gia đợt Airdrop sớm và nhận được điểm lớp X. Việc đổi mã thông báo sẽ bắt đầu khi ra mắt màn chính. Tức là bây giờ họ đang phát hành Airdrop. Một thời gian nữa họ sẽ bắt đầu là testnet cái mạng của họ. Và tiếp theo đó khoảng là, theo em biết, có thể là tháng 4 á, là bắt đầu là mainnet, tức là lúc đó cho Airdrop nha. Anh chị thấy nè, mạng thử nghiệm lớp X sắp ra mắt. Cô chú cho mình có thể lướt lên. Chúng ta tìm hiểu thêm một số thông tin của họ nha anh chị nha. Đây. Nói chung là có rất nhiều thông tin, em không thể nào chia sẻ hết trong một cái video. Ở đây có thông báo này. Anh chị thấy không ạ? 70:30 Airdrop. Có rất nhiều thông tin. Rồi, chúng ta vào trong cái link, cái trang web X của họ để em cập nhật thêm một cái. Anh chị nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải, chọn cái chữ là mở trong trình duyệt chrome này. Nhấp vào ba chấm tròn phía trên bên phải, chọn chữ dịch ha. Nếu như chúng ta không thấy tiếng Việt nha anh chị. L2 thế hệ mới với lợi nhuận tự nhiên. PlayerX là giải pháp lớp 2 của Ethereum tích hợp khả năng sinh lời tự nhiên, kết hợp mượt mà với giao thức liên chuỗi Omnichain. Nó được thiết kế để hoạt động như một nền tảng lớp 2 đa năng cho các chuỗi khối khác nhau. Anh chị mình nhấp vào cái thực đơn phía trên bên phải này, chỗ hai gạch đó. Chúng ta nhấp vào cái mục về chúng tôi, anh chị có thể tìm hiểu thêm về cái dự án của họ. Lợi nhuận tự nhiên cộng giao thức liên chuỗi. Rồi ở đây cái sơ đồ của dự án thì tương thích với Web 3 ha. Đây có một số cái đoạn code không chị. Đây. Truy cập sớm là bắt đầu tháng Giêng, tức là tháng 1 Tây anh chị nha. Ra mắt mạng chính đó, là tháng 4. Đó, anh chị thấy này. Airdrop cộng đồng PlayX được phân chia giữa thành viên truy cập sớm 70% và nhà phát triển 30%. Nhóm chủ lực. Ở đây chị thấy này. Đây. Và ở đây họ đưa ra so sánh cho chúng ta với một số nền tảng như là Arbitrum hay là Optimism. Thì chúng ta thấy nè, cái sự có tích, tức là họ hoàn thành hết rồi anh chị ha, kiểu vậy. Đó, cơ bản là vậy nha anh chị. Rồi, cách tham gia để điểm danh hàng ngày đơn giản anh chị. Đầu tiên muốn tham gia được phải có cái link. Thì các dự án khác em cũng đều để cái link dưới phần mô tả đó. Cô chú anh chị mình nhấp vào đó nha. Hoặc là mình có thể lấy link của người khác cũng được, tùy anh chị. Rồi, khi anh chị nhấp vào cái link rồi, sẽ đưa anh chị đến cái giao diện thế này nha. Chúng ta trước khi làm lấy cái cuốn sổ nhật ký ra, em lưu ý anh chị nè. Làm gì làm, những cái Google AdSense hay là những cái Gmail, những cái mật khẩu á, anh chị mình chúng ta nên sử dụng cho một cái cuốn nhật ký cho nó an toàn. Anh chị ghi trước đi. Ví dụ tên dự án là PlayX, sau đó anh chị ghi cho em cái Gmail hay cái mật khẩu đó để chúng ta lưu lại, tránh việc sau này chúng ta mắc nó phiền phức cho chúng ta lắm anh chị nha.
Rồi anh chị nhấp vào cái link sẽ đưa anh chị đến giao diện thế này. Chúng ta cần nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải giùm em ha. Nhấp vào cái mục là mở trong trình duyệt Chrome này. Rồi tiếp theo nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải, chọn cái chữ dịch nha, nếu như không có tiếng Việt. Khi anh chị nhấp vào cái link em á, chúng ta sẽ thấy một cái code mời. Và khi em lấy cái link của người khác cũng có cái code mời của họ ở đây. Và khi anh chị giới thiệu bạn bè, khi bạn bè của anh chị nhấp vào cũng sẽ có cái code mời của anh chị trên màn hình của họ. Cái chính sách của dự án. Anh chị nhấp vào cái mục là đổi mã mời nha. Ở đây sẽ có thông báo là mã đã được chấp nhận, tức là chúng ta đã bắt đầu đăng ký và chúng ta làm được cái nhiệm vụ đầu tiên. Cái nhiệm vụ thứ hai là chúng ta theo dõi Twitter, tức là ít, chúng ta nhấp vào cái mục theo dõi ha. Ở đây cô chú anh chị mình sẽ nhấp vào cái mục gì ạ? Ở trên đây nè, cho nó xuất hiện ra cái chữ đang theo dõi giống em là được ha. Sau đó mình sẽ kéo lên, mình có thể là thả tim vài cái anh chị, để chi ạ? Để cho có cái độ tương tác, tăng cái độ uy tín kiểu vậy. Rồi anh chị có thể vào cái bài viết ghim của họ, bài viết mà họ đã ghim trên cùng nè, nhấp vào. Sau đó chúng ta vào cái biểu tượng là tin nhắn đó. Chúng ta có thể là gõ bất kỳ một cái gì đó ha, hoặc là chúng ta tap tên một hai người. Cái này là anh chị muốn thì làm, còn không muốn thì chúng ta cứ bình luận bình thường cũng được anh chị nha. Ví dụ vậy đó, em chỉ cần một người là được rồi. Rồi anh chị nhấp vào cái mục trả lời, gửi bây giờ cho nó nhanh đi. Rồi xong này ha. Sau đó anh chị mình sẽ quay trở lại đây giùm em. Đó. Rồi chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ thứ ba là cái nhiệm vụ Discord này. Để tham gia được một cái dự án Aerobe trên crypto, chúng ta cần ít nhất cho em ba cái nền tảng chính. Một là ETH, hai là Telegram và ba là Discord. Discord nó chính là cái nào anh chị? Discord nè, anh chị thấy biểu tượng nè, xanh xanh nè. Anh chị vào CH Play hoặc App Store chúng ta gõ cho em chữ là Discord. Dự án này, cái nền tảng này là có rất nhiều cái dự án họ sẽ bắt buộc chúng ta phải có cái này. Giống như cái dự án này, anh chị thấy là biểu tượng xanh và có hơn 100 triệu lượt tải xuống nha, là nó đó. Rồi anh chị tạo nó xong chúng ta nhấp vào Discord là sẽ thấy ha. Bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào tham gia Discord nè. Nó sẽ tự động chuyển mình đến cái bên cái Discord. Mình nhấp vào cái mục chấp nhận lời mời giùm em nha. Rồi chúng ta bình luận cho em một cái, bất cứ cái chữ gì cũng được. Rồi sau đó quay trở về đây, làm chậm nha anh chị. Tiếp theo á, là cái thứ tư này là kết nối ví. Hiện tại cái dự án này á, là em chưa có nghe được thông tin nào hết về cái vấn đề họ ra được bao nhiêu triệu đô này kia ha. Nói chung nó không thấy cái phần đó. Nên là nó được cái là nó ri thì chúng ta thấy tiềm năng, có cơ hội thì chúng ta cứ làm anh chị. Kiểu vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta kết nối ví. Em khuyên chúng ta nên kết nối cho em một cái ví phụ nha. Có thể là ví phụ của Chevrolet, MetaMask, OKX hay là C98 hay là ví của sàn Binance hay là sàn Super AX. Bây giờ em lấy ví dụ nè, anh chị vào cái ví chết với lạc. Em nói thêm nha, trong một cái app chết với lạc hoặc là MetaMask chúng ta tạo được rất nhiều ví. Ví dụ ở đây là cái biểu tượng của cái ví của em. Anh chị thấy phía trên bên trái có cái mục là kiếm tiền VIP. Khi anh chị nhấp vào đó, nếu mà anh chị muốn tạo thêm ví, chúng ta nhấp một cái dấu cộng vô đây. Sau đó chúng ta lưu lại cho em là 12 hoặc 24 cụm từ khóa. Ở đây em tạo được hai ví, là hai cái ví này nó độc lập hoàn toàn nhưng nó trên cùng một cái app Chevrolet và MetaMask cũng vậy và OKX cũng vậy. Anh chị nắm rõ giùm em ha. Đó, rồi. Tiếp theo, trước khi chúng ta muốn liên kết á, chúng ta nên chọn cái ví nào thì chúng ta nên chọn trong cái ví phụ. Em lấy ví dụ ví phụ nha. Đó, để cho nó đảm bảo an toàn, tránh cái việc ví chính bị hack này kia. Kết nối ví nè. Sau đó anh chị chọn cho em ví nào thì trên cái điện thoại anh chị có ví nào chúng ta sẽ làm cái ví đó ha. Em sẽ chọn cái ví MetaMask, chọn MetaMask. Cái điện thoại em là cái sử dụng cái Redmi nên là nó có chức năng nhân bản cái app, tức là ví dụ một cái ví app MetaMask hoặc là Chevrolet hoặc là bất cứ nền tảng nào em sẽ được nhân bản lên một cái nữa. Anh chị thấy không, phía bên phải nè. Chúng ta cần phải ký nha cho nó liên kết vào. Nên là chúng ta sử dụng quý phụ cho em anh chị nha. Không nên dùng quý chính nha. Rồi anh chị chờ vài giây, chúng ta chọn kết nối này.
Rồi chúng ta nhấp vào cái mục ở trên tiếp tục để chúng ta truy cập vào MetaMask tiếp nha. Để chúng ta ký một cái nữa nè. Lúc này là nó hơi bị lắc, chúng ta làm chậm nha. Anh chị thấy cái chữ thành công là được. Rồi, giờ chúng ta làm điểm ở đâu? Cô chú anh chị mình kéo lên nha. Cô chú anh chị mình sẽ thấy phía dưới này nè. Kiểm tra hàng ngày, có cái mục kiểm tra ngay, anh chị nhấp vào giùm em. Cái điểm này á là tùy theo người, có người điểm một điểm danh một lần nó mười mấy điểm, hai mấy điểm, có người 8 điểm, có người 10 điểm. Riêng em là một điểm được 9 điểm là anh chị thấy không ạ? Cái này là re nha. Còn ở trên đây nó có một số thông tin nè. Anh chị có thể sử dụng cái cầu nối nhưng mà để chúng ta swap hay này kia vậy đó, kiểu vậy, nhưng mà em không khuyến khích. Nha. Ở dưới đây á, anh chị muốn rút thăm được á là kiểu như chúng ta phải có cái lượt swap hoặc là chúng ta có ETH, anh chị thấy nè, mỗi lượt rút thăm sẽ mang lại từ 500 đến 1.500 điểm. Nhận một lượt rút thăm ngay lập tức cho mỗi 0.5 ETH bạn gửi, và một lượt hàng tuần sau đó nếu bạn gửi một ETH bạn sẽ nhận được hai lượt mỗi tuần. Rút ngay. Kèo này là em khuyến khích chúng ta làm re, chúng ta không nên dạy gì mà chúng ta đút ETH vào đây anh chị nha. Ai muốn thì cứ làm, nhưng mà em khuyến khích là chúng ta sẽ làm re. Tốc độ điểm danh mỗi ngày ở đây anh chị thấy nè, là nó sẽ liên tục nếu chúng ta điểm danh. Ở đây anh chị mình thấy sẽ có một cái liên kết giới thiệu của em là x.in.k.z.z51us sao chép lời mời. Đây là cái link của em và cũng là cái code trên màn hình lúc hồi nãy chúng ta đăng ký anh chị nha. Và cô chú anh chị mình cũng sẽ có một cái link khác. Cơ bản là vậy, anh chị thấy nè. Phần thưởng giới thiệu, kiếm điểm khi người mời của bạn và những người họ mời kiếm điểm. Nhận 20% điểm thưởng khi mời trực tiếp bạn kiếm được và 10% khi là mời của họ kiếm được. Phần thưởng đội nè. Đó. Nói chung là có rất nhiều cái chính sách anh chị ha. Rồi kèo là vậy, chúng ta nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải, anh chị nhấp vào cho em cái mục là thêm vào màn hình chính để chi ạ? Để mình đăng nhập làm hàng ngày. Rồi chúng ta gõ cho em cái chữ là thêm nè, nhập vào thêm. Lúc này nó sẽ xuất hiện trên màn hình chính của chúng ta nha anh chị, thấy không ạ? Anh chị có thể đưa nó vào trong cái biểu tượng màn hình chính để chúng ta làm cho nó chuẩn anh chị nha. Ví dụ như em đem vào, thêm vào đây nè. Rồi, chúng ta kéo nó qua, nhắn giữ ha. Đó, là xong anh chị. Rồi, em xin phép dừng video nha mọi người. Em sẽ cập nhật tiếp trong thời gian tới nha. Khi mà thông tin dự án có những cái cập nhật lớn anh chị. Rồi, em chúc quý cô bác anh chị mình buổi chiều ăn lành, vui vẻ, bình an và hạnh phúc nha mọi người.